Trước khi bắt đầu video, các bạn nhấn ngay nút đăng ký cho mình nhé. Sau khi đọc đi cầu bài toán thì mình thấy được là ở đây có cái lót x mũ x thì mình nghĩ nên có điều kiện là x lớn hơn không tuy nhiên đề bài đã cho là một bé bằng x và x bé bằng 2020 cho nên chúng ta không cần điều kiện của x nữa bây giờ mình làm trực tiếp luôn thì mình nghĩ đến việc đưa cái chữ x ở trên mũ đưa xuống dưới trước phần logarit thì các bạn mình mình có như sau x nhân cho hai mũ y cộng với là y cộng một cộng với y trừ một thế bằng 2 trừ log 2 của x bây giờ mình đưa số x ở trên mũ xuống dưới đây như thế này đến đây mình sẽ dồn tất cả các cái biến về một vế cái này tương đương với lại x nhân cho 2 mũ y cộng với lại y chữ 1 cộng với lại x log 2 của x cái này bằng 2 đây rồi cho cái này bằng 2 mình thấy đây vừa có 2 mũ y mà ở đây lại có log 2 của x thì mình nghĩ đến việc mình sẽ đặt đây chính là đặt log 2 của x bằng t thì mình chưa xét gì đến điều kiện của t hết mình sẽ để đây tạm thời rồi bây giờ mình sẽ suy ra được đó chính là x sẽ bằng 2 mũ t. Rồi bây giờ bạn thấy được không? x bằng 2 mũ t và 2 mũ y ở đây thì nó đã bắt đầu cùng bậc với nhau rồi. Thì nghĩ là cái hướng biến đổi chúng ta đang đúng. Rồi bây giờ mình sẽ thay vào. Điều này tương đương với lại x là 2 mũ t nhân 2 mũ y cộng y chiều 1 cộng x là bằng 2 mũ t. Đây log 2 chính là bằng t bằng 2. Rồi, rồi bây giờ mình thấy được mình có 2 mũ t ở đây nó giống nhau. Mình sẽ chia 2 mũ t cho hai vế. Bởi vì hai mũ t nó đã dương rồi cho nên chúng ta không còn lo điều kiện gì nữa. Tương đương với lại 2 mũ y cộng y 1 cộng với lại t chính là bằng 2 mũ 1 t. Đây, mình chia 2 mũ t cho hai vế thì chính là bằng 2 mũ 1 t. Rồi thì lên đây thì mình đã thấy bắt đầu thấy rồi. Mình chuyển qua đây là 1 t thì là 2 mũ 1 t cộng 1 t bằng 2 mũ y cộng y là hàm đoạn chân nó bắt đầu xuất hiện ra rồi thì tương đương với lại 2 mũ y cộng với y bằng 2 mũ 1 t cộng với lại 1 t đến đây thì nó này đã xong mất rồi thì bây giờ bạn có thể xét hàm số là 2 mũ u cộng với u là một hàm đồng biến cho r thì thay vì như vậy mình kết luận luôn đến đây mình sẽ chia ra được đó chính là y sẽ bằng 1 chữ t rồi do cho nó giải trách nghiệm nên chúng ta đến đây chúng ta kết luận hàm lượng chân luôn không cần phải chứng minh đó là một hàm đồng biến hay hàm nghịch biến nữa rồi tương đương với lại y thì mình để yên hai một t ở đây một t là bằng gì mình đã đặt à t bằng log hai x vậy một t là một trừ log hai x rồi bây giờ để sử dụng điều kiện giữa x và y 1 y sẽ bằng log 2 x tương đương với lại một trừ y sẽ bằng log 2 x rồi bây giờ mình sẽ hai mũ lên tương đương với là x sẽ bằng 2 mũ 1 chữ y đây rồi đây là một điều kiện rất là quan trọng đề bài đã cho nghiệm quyết đây là một bé nó bằng x và x bé nó bằng 2020 thì mình thay vào 2 mũ 1 chữ y bé nó nó bằng 2020 và lớn hơn nó bằng 1 rồi đến đây thì bạn có thể lấy lót 2 2 vế rồi bạn tính thì mình tính được là y nó sẽ nằm trong khoảng từ 1 cho đến 1 trừ log 2 của 2020. Đây, nó làm trong khoảng 1 trừ log 2 của 2020 cho đến 1. Thì như vậy thì cái này bạn có thể lấy máy tính mà bấm cho mình. Cho chúng ta chỉ lấy các giá trị y nguyên. Nên chúng ta sẽ đưa ra kết luận là y thuộc trong khoảng y gồm các phần tử là trừ 9, này, trừ 8, trừ 7, vân vân cho đến số 1. Đây, đây chính là tập giá trị của y. Và tổng cộng có là 1 trừ giá trừ 9 cộng 1 là 11 giá trị. Vậy là có tổng cộng là 11 cặp số nguyên x y. Các bạn lưu ý cho mình có 11 giá trị y thì với mỗi giá trị y chúng ta sẽ xác định được một giá trị x chính là 2 mũ 1 trừ y ở đây. Thì như vậy chúng ta sẽ đưa ra kết luận nó chính là 11 cặp x y thỏa mãn. Với đáp án chính xác đây là đáp án D. Rồi, thì câu này là một câu không khó. Tuy nhiên các bạn cần để ý kỹ cho mình đó chính là ở đây có lót 2 ở đây lại có hai mũ và ở đây lại có ảnh x đây nữa thì chúng ta nghĩ đến việc đặt lót 2 của x bằng t thì chúng ta sẽ xử lý bài toán này một cách dễ dàng sẽ đến với câu tiếp theo hết chúng ta có logarit chúng ta phải đặt điều kiện trước à, lưu ý cho mình là biểu thức bên trong logarit phải dương tức là 6x cộng 1 đây, mình ghi chữ điều kiện điều kiện ở đây đó chính là 6x cộng 1 phải lớn hơn 0 điều này tương đương với lại x phải lớn hơn trừ 1 phần 6 đây đây chính là điều kiện của x rồi đến đây thì nhiều bạn sẽ nghĩ đến việc đó chính là chúng ta sẽ đưa cái số 3 ở phần số mũ xuống sau đó chúng ta sẽ xử lý tiếp ở đây mình đặt biểu thức ban đầu là sao Thì sao tương đương với lại Bây giờ 7 mũ x mình để yên Trừ 1 Mình để yên Rồi Số 3 mình đưa xuống là 6 Log 7 của 6 x Cộng 1 Rồi Sau khi biến độ mình được như thế này Đến việc mình sẽ Bây giờ mình sẽ cộng 1 Mình chuyển số 1 qua đây nữa tương đương với lại 7 mũ x Sẽ bằng 6 log 7 Của 6 x cộng 1 mình cộng với một ở đây rồi đến đây thì mình có cảm giác như sau đó chính là nếu như mình đặt cái Log 7 của 6x cộng 1 này là một ảnh y chẳng hạn mình sẽ đặt Log 7 của 6x cộng 1 bằng y và lưu ý cho mình logarit thì nó không có điều kiện gì cả cho nên sau khi mình đặt cái này bằng y thì ta sẽ được phương trình như sau đó chính là 7 mũ x sẽ bằng 6y cộng 1. Đây, chúng ta có được phương trình đầu tiên, 7 mũ x bằng 6y cộng 1. Tuy nhiên, do chúng ta đã đặt là uh, góc 7 của 6x cộng 1 bằng y, nên chúng ta lấy 7 mũ 2 vế lên, thì ta được đó chính là uh, 7 mũ y, chính là bằng 6x cộng 1. Rồi, chúng ta có một hệ phương trình với ảnh x y nó đối xứng như thế này, thì chúng ta nghĩ ngay đến việc chúng ta sẽ sử dụng phương pháp hàn đặc trưng, thì chúng ta sẽ chia được là x bằng y. Đây với trên mình trừ đi với dưới, ra được 7 mũ y trừ 7 mũ x sẽ bằng 6x trừ 6y 6x trừ 6y rồi thì đến đây thì chúng ta nhìn ra nó ra nửa bài toán mất rồi thì đến đây thì mình sẽ biến đổi tương đương bây giờ mình sẽ đưa 7 mũ x qua bên kia đây rồi 6y mình đưa bên đây cộng 6y bên đây cộng 6y cộng 6x rồi đến đây thì bạn có thể xếp hàm số 7 mũ u cộng 6u thì đây là một hàm đồng biến trên r thì mình sẽ để các bạn tự làm phần này còn đến đây thì mình sẽ suy ra được luôn là x bằng y các bạn biết là mình đang thi trắc nghiệm cho nên là càng tiết kiệm thời gian càng tốt ở đây x bằng y Rất là điều đó rất quan trọng là x bằng y thì mình sẽ biến đổi tương đương đây x bằng y x để yên y mình đặt y là bằng log 7 của 6x cộng 1 thì sẽ bằng log 7 của 6x cộng 1 rồi bây giờ đến đây thì nó khó để giải nên mình sẽ bày mũ lên đây đưa với lại 7 mũ x bằng 6x cộng 1 rồi thì để giải phương trình này có rất nhiều cách mà cách tiêu biểu nhất đó chính là chúng ta sẽ nhận được hai nghiệm đẹp thì để giải được phương trình này thì đầu tiên mình sẽ nhậm trước thì mình thấy x bằng 0, 7 mũ 0 bằng 1, 6 nhân 0 cộng 1 cũng bằng 1 và chúng ta có nghiệm thứ nhất thứ hai thì mình nhận được x bằng 1 vì khi x bằng 1 thì bên đây bằng 7, bên đây cũng bằng 7 luôn, hai vế bằng nhau, nên nó có hai nghiệm là 0 và 1. Để chứng minh đây là nghiệm duy nhất của phương trình thì mình sẽ xét hàm số. Mình sẽ xét hàm số. Xét hàm số. Mình sẽ đặt là FU chính là bằng 7 mũ U trừ 6 U trừ 1. Mình sẽ chuyển 6X cộng 1 ở về bên đây. Xét hàm số 7 mũ U trừ 6 U trừ 1. Thì mình có như sau. Giờ mình sẽ tính đạo hàm F phải U chính là bằng 7 mũ U LN7 Mình trừ đi 6 đây, Mình trừ đi 6 U, Mình cho F phải U Bằng 0 Thì này tương đương với lại 7 mũ U LN7 sẽ bằng 6 Từ đây mình sẽ suy ra được Là uh, U sẽ bằng lót 7 Của 6 chia LN7 Nên đây cái này có thể, có, thể có thể tự suy ra cho mình Đó chính là U sẽ bằng lót 7 Của 6 LN7 Thì để chứng minh đây là vì thì chứng minh phương trình này có nghiệm duy nhất thì mình sẽ chứng minh như sau. Và bây giờ mình sẽ vẽ bằng miếng thiên. Ở đây thì hàm số U và ở đây F phải U và F U thì F phải U bằng 0 nó có một nghiệm là 6 chia ln 7 lấy lót 7 ở ngoài. Đây, rồi. Nó có một nghiệm như thế này. Ở bên này U phải F sẽ bằng 0. Rồi mình bạn các bạn có thể tự nhận xét cho mình đó chính là nó sẽ là một nó sẽ đi xuống và đi lên đây đi xuống đi lên ở đây là âm ở đây là dương rồi thì bạn có thể lấy giá trị một vài cái giá trị nó bé hơn cái số này bạn thay vào cái phẩy thì nếu như nó bé hơn không thì ở đây là đi xuống nó lớn hơn lớn hơn không thì đi lên rồi thì đến đây thì bạn nhận xét cho mình chính là phương trình fu bằng không thì sẽ có tối đa là hai nghiệm bởi vì sao nó có đồ thị hàm số nó nhìn như thế này thì mình kể đường ngang ra thì nó cắt tại tối đa là hai nghiệm phương trình FU bằng 0 sẽ có tối đa là hai nghiệm và mình đã chỉ ra được nó có hai nghiệm là 0 và 1 cho nên là đây là hai nghiệm duy nhất của chúng ta x bằng 0 x là 1 là hai nghiệm của phương trình nhận xét như sau 7 mũ x sẽ bằng 6y cộng 1 và đồng thời thì khi chúng ta mũ lên thì 7 mũ x cũng bằng 6y cộng 1 thì bạn sẽ cảm giác nó có một cái sự tương đồng với nhau và từ đó thì bạn sẽ rút ra hàm đặc trưng cho mình đó là x bằng y rồi từ đây nó sẽ giải như bình thường thôi rồi bây giờ mình sẽ đến với bài tiếp theo mình đã trích ra câu 47 trong đề minh họa năm 2021 thì như bạn thấy thì câu này đây là một câu loga hàm đặc trưng để giải được câu này các bạn cần lưu ý cho mình các bạn phải biết được công thức đổi biến số nâng cao thì mình để lên video ở đây có thể xem được video đó thì nếu như các bạn chưa biết công thức này thì mình sẽ nhắc lại sơ qua thôi đầu tiên mình sẽ đặt điều kiện trước rồi như các bạn thấy được là à, a đã lớn hơn bằng hai thì ra không nói nữa Tuy nhiên, chữ x ở trong logarit nên chúng ta phải đặt điều kiện. Lưu ý cho mình, điều kiện chính là x phải lớn hơn không. Điều kiện là x phải dương. Bây giờ, bạn thấy cho mình là như sau. bây giờ mình sẽ viết lại đề. A log x cộng 2 mũ log A cái này chính là bằng x chữ 2 đây như các bạn để ý cho mình đó chính là ở đây có biểu thức là log A nhưng ở đây số mũ đã là log x và mình thấy số a đây thì mình nhớ là có một công thức đổi cơ số đó chính là chúng ta có thể đổi chữ a với chữ x với nhau tức là sao Ở đây cái tương đương với lại bây giờ mình sẽ đưa chữ x xuống x log a cộng 2 tất cả mũ log a sẽ bằng x 2 như bạn thấy được chúng ta đã kêu đưa nó về cùng số mũ là log a thì bây giờ mình sẽ đặt đặt như sau sẽ đặt log a bằng y đây đặt log a bằng y log a log của a bằng u cho nó dễ đi log a bằng u Mà lưu ý cho mình đó chính là phương trình này đây mình đặt đây phương trình sao thì sao nó sẽ trở thành nó sẽ trở thành theo phương trình theo u chính là gì x mũ u cộng 2 tất cả mũ u sẽ bằng x 2 thì để giải phương trình này bây giờ cái logarit bên trong cái phần cơ số bên trong đây nhìn nó rất phức tạp mình sẽ đặt cái lỗ này bằng y tức là sao x mũ u cộng 2 bằng y chúng ta có hệ phương trình như sau đó chính là hệ thứ nhất y chính là bằng x mũ u cộng 2 y là bằng x mũ u cộng 2 và sau khi chúng ta thay cái lõ bằng y ta sẽ được phương trình 2 là y mũ u y mũ u sẽ bằng x chữ 2 biến đổi tương đương y bằng x mũ u cộng 2 và x sẽ bằng y mũ u cộng 2 luôn phải lưu ý cho mình ở đây do u là đã là một hằng số góc a là một hằng số đây nè cho nên là mình nghĩ đến đây mình nghĩ đến việc tương tự như bài trước mình sẽ lấy hệ phương trình trên mình trừ đi hệ dưới đây lấy hệ trên trừ hệ dưới ta được đến mũ u trừ y mũ u bằng y trừ x thì đến đây mình chuyển vế qua f mũ u cộng x bằng y mũ u cộng y thì đến các bạn có thể xếp hàm số đó là thể xếp hàm số x mũ u cộng x là một hàm đồng biến trên R thì cách để xử lý hàm này mình bỏ qua cái vị xét nó luôn mình sẽ thẳng ngay là x bằng y đây thì cái chữ x bằng y điều này tương đương với lại x nó sẽ bằng cái gì y đây là x mũ u cộng 2 thì bây giờ mình sẽ chuyển số 2 qua bên đây tương đương với lại x 2 sẽ bằng x mũ u thì bạn thấy là bây giờ mình đang cần tìm đây mình ghi lại nữa u là bằng log a x mũ log a đây bây giờ cần cần tìm điều kiện của a thì cách dễ nhất mình nghĩ đến việc đó chính là mình sẽ lấy logarit np hai vế mình sẽ lấy ln 2 vế thì ta được ln của x 2 sẽ bằng đưa log a xuống dưới ln của x đây chúng ta đã tách ra được log a thành một cái phần tử riêng Mà còn ln của x 2 và ln x thì để xử lý cái này rất dễ ta sẽ chia qua log a sẽ bằng ln của x 2 chia ln x đây Bây giờ chúng ta cần xét hàm số ln của x 2 chia cho ln của x. Ở đến đây mình sẽ sử dụng máy tính Casio để hỗ trợ cho việc tính toán. sau, ở mod 8. Bây giờ mình sẽ nhập hàm số vào. Chính là ln của x 2 chia cho ln của x. ln của x. Đây. X thì mình sẽ chạy nó từ do nó có ln của x 2 nên x nó phải lớn hơn 2 thì mình sẽ chạy từ 3 cho đến 10. Bằng cách là cuối trừ đầu chia 44 tức là 7 chia 44 7 chia 44 Nó nhớ bằng Đây Bây giờ mình sẽ quan sát hàm số trên Thì nó từ 0 Nó tăng lên Nó tăng 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 Nhưng mà nhận xét cho mình một điều đó chính là đó. Khi càng ít càng lớn Thì cái giá trị của hàm số này Thì nó rất là Nó cái càng ngày nó càng chậm lại Tức là nó càng tìm cận về số 1 Cho nên là Cái hàm số này Thì nó không thể nào Vượt quá số 1 được Tức là mình sẽ cho cái này bé hơn 1 Bởi vì sao bởi vì khi bạn đã cho x càng tăng lên thì hàm số này nó sẽ càng ngày tiệm cận số 1 cho nên là uh, cái hàm số này luôn bé hơn 1 với mọi x lớn hơn 2 Rồi, thì đến đây chỗ này tương đương với lại A sẽ bé hơn mình 10 mũ 2 vẽ lên là A phải bé hơn 10 Đây, đây chính là đáp án cuối cùng của chúng ta và đề bài con là A lớn hơn hoặc bằng 2 nữa Vậy ta sẽ suy ra được có tổng cộng là 9 2 cộng 1 là 8 số Vậy phương án chính xác ở đây chính là phương án A À, nó nhận xét cho mình chính là chúng ta phải sử dụng thuần thục hay công thức biến đổi cơ số để giúp cho mình thấy được log a nó giống nhau là mình phải đặt định phụ. rồi từ đó thì mình có thể xử lý được bài toán này một cách rất là dễ dàng theo hệ phương trình của hàm đặc trưng. mình nếu bạn thấy video của mình hay và hấp dẫn thì đừng quên cho mình một đăng ký, một like và chia sẻ video này cho bạn bè cùng bạn cùng xem nhé. Rồi, tạm biệt các bạn.